Thưa quý vị, thông tư số 40 năm 2021 của Bộ Tài chính có rất nhiều những quy định mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó thì nổi bật có nội dung cá nhân, hộ kinh doanh các dịch vụ như là may đo, giặt là, cắt tóc, làm đầu, gội đầu, internet hay là game. Từ ngày 1 tháng 8 tới sẽ vẫn chịu 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Tổng cộng mức thuế các cá nhân và hộ kinh doanh dịch vụ này phải chịu là 7%. Vậy thì mức thuế này có ảnh hưởng như thế nào đến những doanh nghiệp kinh doanh những dịch vụ trên? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTC. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là quang cảnh của một salon tóc trên địa bàn phố Nguyễn Phúc Lai. Và như quý vị đã thấy, cửa hàng vắng khách, nhân viên không có việc làm, trong khi các khoản chi phí thì lại rất cao. Và đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều salon tóc trên địa bàn thành phố hiện nay. Và trước thông tin vào ngày 1 tháng 8 khi mà Bộ Tài chính sẽ bắt đầu triển khai thu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng lên tới 7%, thì nhiều cửa hàng như thế này đã đặt ra câu hỏi liệu rằng khoản thuế này đã quá cao. Vắng khách, nhân viên không có việc làm là hiện thực phổ biến không chỉ ở tại salon cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp này mà hiện trạng chung của hàng nghìn cơ sở kinh doanh khác. Chị Hải Yến cho biết, chi phí thuê nhà, nhân viên và chi phí điện nước lên đến 60 triệu đồng trên một tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh mỗi tháng hiện nay, mức thu chỉ ở khoảng 30 cho đến 40 triệu đồng một tháng. Tính ra, mỗi tháng cửa hàng bù lỗ từ khoảng 15 cho đến 20 triệu đồng. Gánh nặng càng đặt lên đôi vai chị khi ngày 1 tháng 8 tới đây, Bộ Tài chính chính thức áp dụng mức thuế lên tới 7%. Cửa hàng của mình hiện giờ đang phải chi phí với mức 50 đến 55 triệu. Mà cộng thêm thuế nữa thì mình không biết thuế là bao nhiêu, cộng thêm là bao nhiêu nữa. Thì như thế mà thì một ngày cửa hàng sẽ phải thu nhập tầm 2 triệu thì mới hòa vốn được. Như thế thì mình nghĩ là chắc chắn là cửa hàng sẽ sập chứ không duy trì được trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này. Như cái tầm tháng vừa rồi, tháng sát dịch vừa rồi ấy, cửa hàng thu nhập chỉ được có hơn 40 triệu. Vậy là một tháng mình đã lỗ mất mười mấy triệu rồi, mà bây giờ cộng thêm thuế nữa thì chắc có lẽ cửa hàng sẽ không duy trì được. Cũng lâm vào tình cảnh tương tự như chị Hải Yến, salon tóc này sau khi hoạt động lại từ ngày 22 tháng 6 cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, không có khách và duy trì hoạt động cầm chừng. Chủ salon này cũng cho biết hiện đang phải bù lỗ để duy trì hoạt động của cửa hàng đến khi tình hình ổn định. Về vấn đề nộp thuế cũng khiến anh khá đau đầu trong bối cảnh hiện nay. Ví dụ mà đáp ứng mà nhận khách mà không có tiền nhà, rồi tiền nước, rồi nhân viên, với cả tiền ăn, rồi sinh hoạt cá nhân nhất là vào nữa thì thật sự là không. Ví dụ mà nhiều lúc mà dịch xong này cũng thật sự là không trụ nổi được cửa hàng mất. Doanh thu này nó hầu hết là tùy từng tháng. Cũng như dịch này thật sự ra là mình còn phải bù thêm vào cho salon ấy để mình giữ lại cái salon của mình để trụ lại qua mùa dịch thôi chứ. Cũng không có thể mà có số dư ra được. Thời điểm này thật sự là chưa thích hợp cho lắm, tại vì vừa mới dịch bệnh xong ấy. Còn ví dụ xong dịch bệnh nó ổn định thỏa rồi thì cái quá thuế có thể đóng được. Chứ bây giờ mà dịch vừa mới xong rồi mà lại phải vừa chịu tiền nhà, tiền nhân viên, tiền điện nước các thứ rồi lại chịu cả thuế nữa, thật sự ra là nó hơi khó khăn. Ngay sau khi thành phố Hà Nội thực hiện một số biện pháp nới lỏng cho phép các hoạt động dịch vụ như cắt tóc, gội đầu hay giặt là, may đo được phép hoạt động trở lại từ ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại hình kinh doanh vẫn chưa được mở cửa gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước thông tin từ ngày 1 tháng 8, Bộ Tài chính triển khai thu thuế theo thông tư 40 đã khiến nhiều cá thể kinh doanh khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là trong bối cảnh thất thu do dịch COVID-19. Vâng, qua phản ánh trên thì chúng ta có thể thấy là cộng đồng người kinh doanh thì đang hết sức bất ngờ khi Bộ Tài chính ban hành thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây. Có những nội dung được cho là không phù hợp với nguyên tắc cơ bản về thuế và áp đặt cách tính thuế bất lợi cho người dân, trong khi đó lại có lợi cho cơ quan thuế. Quy định này đụng đến hàng vạn người đang cho thuê nhà, căn hộ, mặt bằng. Khó hiểu nhất là quy định cơ quan thuế căn cứ vào tổng doanh thu doanh nghĩa tính theo 12 tháng để tính thuế nếu mà đạt 100 triệu đồng trên một năm, thay vì căn cứ theo doanh thu thực tế của người cho thuê nhà. Trong khi theo quy định trước thì cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp thuế nếu như thu nhập cả năm dưới 100 triệu đồng. Cũng tại thông tư 40, Bộ Tài chính hướng dẫn cá nhân cho thuê nhà không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Ngay sau đây, chúng tôi sẽ có cuộc kết nối với giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia về kinh tế để làm rõ những vấn đề này. Vâng ạ. Thưa ông, trong thông tư số 40 thì có quy định cơ quan thuế căn cứ vào tổng doanh thu doanh nghĩa tính theo 12 tháng để tính thuế, nếu mà đạt 100 triệu đồng một năm, thay vì căn cứ theo doanh thu thực tế của người cho thuê nhà. Trong khi theo quy định trước thì cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp thuế nếu như thu nhập cả năm dưới 100 triệu đồng. Về vấn đề này ông có nhận định gì ạ? Không, bởi vì cái đó cũng không có cái gì rằng là bất lợi cả. Bởi vì ở đây thực ra thì tôi cũng nói thế này. Thực ra nếu mà nói đến cái chuyện mà cái mức thu nhà 10% ấy, thì tôi cho rằng là thứ nhất là cái ngưỡng bây giờ và cái mức ngưỡng 100 ấy, nó có thể là thấp so với lại cái mức mà chúng ta nói. Bởi vì trước đây cái ngưỡng 100 triệu này ấy, đưa ra từ cái khi mà chúng ta có cái gọi là 5 triệu, thu nhập 5 triệu một tháng và chịu thuế, và sau đó nâng 9 triệu và bây giờ là 11 triệu rồi. Tức là cái mức ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân nó đã nâng lên, mà trong khi chúng ta vẫn giữ kinh ngưỡng 100 triệu thu doanh thu để đánh thuế thì có lẽ là nó là hậu rồi, cần phải nâng ngưỡng lên, và theo quan điểm của tôi là nâng lên tối thiểu là 130 đến 150. Cái điều thứ hai là cái mức thuế đối với cái cho thuê nhà thì nó cũng là cái khoán thôi, giống như các cái hộ kinh doanh khác, đúng không ạ? Mà cái giải của các cái hộ kinh doanh của các cái ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế đó, nó từ khoảng 3,5 cho đến 7%. Và rõ ràng là nếu như thế thì cái mức mà khoán cho thuê nhà này nó quá cao, tức là 10% mà, mặc dù nó là 5%, chúng ta nói là 5% là thuế giá trị gia tăng, và 5% là thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Và như vậy là nó quá cao. Và như vậy là chúng tôi cũng có đề nghị rằng là có thể phía cơ quan thuế cũng nên xem xét cái mức thuế khoán này nó nằm đâu đó khoảng từ 5 đến 7%. Tất nhiên là bên tổng cục thuế thì họ bảo rằng là nó sẽ thấp hơn so với lại các cái doanh nghiệp rồi, trong đó nếu mà doanh nghiệp sau khi mà trừ lấy doanh thu trừ chi phí gì ấy thì phải nộp coi như 20% cơ, mà thưa với Bộ Tài chính là lấy doanh thu trừ chi phí ấy, thì nó vẫn ra lợi nhuận rồi, đúng không? Và anh đánh thuế trên lợi nhuận, đúng không ạ? Đây lại đánh thuế trên tổng doanh thu, hai cái đấy nó khác nhau. Thì tại sao anh bảo rằng là 10% với 20%? Đó ạ, thì cái này là cái mà nên nghiên cứu xem lại cái mức khoảng 5 đến 7%, nó đã là hợp lý hơn. Thế còn đương nhiên là nếu mà nhà nước đã ra cái chính sách thì chúng ta phải chấp hành thôi, đúng không ạ? Đấy là nguyên tắc. Còn cái quyền của chúng ta là cái quyền phản hồi chính sách thì chúng ta vẫn cứ phản hồi, và các cái cơ quan có trách nhiệm của nhà nước sẽ nghe cái gọi là cái cơ sở để mà từ đó đưa ra cái quyết định thế nào cho nó phù hợp, đảm bảo cái quyền lợi của cái người đóng thuế cũng như cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước nó tương xứng và nó đảm bảo tính công bằng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Đinh Trọng Thịnh. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đây, khi mà những quy định như trên cũng đi ngược lại nguyên tắc mà Bộ Tài chính đã từng đưa ra. Trong khi ngành thuế đang thúc hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, hộ thuế nộp thuế theo kê khai, có sổ sách hóa đơn chứng từ, ngành thuế cũng từng bước giảm dần khoán thuế. Thế nhưng ở trường hợp này thì lại ngược lại, khi cơ quan thuế lại lấy doanh thu tháng để tính khoán cho cả năm. Người nộp thuế đặt câu hỏi, bao lâu nay thứ gì ngành thuế cũng đòi chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, không có là phạt, là xuất toán. Thế vậy mà với thuế thuê nhà, cơ quan thuế lại không căn cứ vào hợp đồng để thu thuế, mà lại áp đặt theo suy đoán có lợi cho cơ quan thuế, nhưng lại bất lợi cho người nộp thuế. Để nhìn nhận về vấn đề này, chúng tôi sẽ kết nối với bà Nguyễn Chi Lan, cũng là một chuyên gia về mặt kinh tế, luôn có những góc nhìn xác thực trong những vấn đề này. Vâng ạ, xin kết nối cho tôi ạ. Vâng thưa bà, việc áp dụng mức thu thuế 7% hiện nay đối với các loại hình kinh doanh dịch như là gội đầu này, cắt tóc này hay là giặt là trong bối cảnh hiện nay liệu là có hợp lý không ạ? Và lúc này thì tôi nghĩ là không thật thích hợp, nhất là đối với những người kinh doanh nhỏ lẻ như vậy. Bản thân những người ấy thì trong thời gian từ khi Covid đến giờ họ bị ảnh hưởng rất nặng nề rồi. Trong Covid giãn cách xã hội thế thì ai đi làm massage, ai đi gội đầu thì được bao nhiêu đâu. Thành ra những dịch vụ ấy là những dịch vụ mà bị ảnh hưởng nặng ấy
và Covid thì không nên tính cái chuyện đánh thuế người ta lúc này làm gì cả. Nhà nước đang hỗ trợ cho những người gặp khó khăn trong Covid chưa xong mà, thì đánh thuế người ta làm gì vào lúc này. Sau khi kinh tế bình ổn lại, người ta trở lại hoàn toàn hoạt động bình thường, ít nhất là sau năm nay, thì lúc bây giờ hãy tính đến những cái thuế mới đánh trên những doanh nghiệp nhỏ mà trước nay chúng ta bỏ qua chưa thu, thì lúc bây giờ hãy tính đến. Chưa kể là lúc bây giờ tôi chắc là nhiều người cũng còn chết chứ đã, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng còn chết chứ đã, mấy ai phục hồi được ngay từ đâu. Vâng, cảm ơn bà Nguyễn Chi Lan. Thưa quý vị, nhằm giải quyết những khó khăn cho cộng đồng kinh doanh các loại hình dịch vụ bị áp thuế trong quy định thông tư 40, thì mới đây, Tổng cục Thuế cho biết các hộ kinh doanh có thể gửi đơn đến cơ quan thuế để trình bày về khoảng thời gian ngưng hoạt động theo chỉ thị số 15 hoặc là chỉ thị số 16 của Chính phủ về phòng chống dịch. Cũng từ đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian thực tế hoạt động của hộ kinh doanh để xem xét miễn giảm thuế. Tuy nhiên, thông tư 40 đang gặp nhiều phản ứng từ cộng đồng người kinh doanh, mặc dù đại diện Tổng cục Thuế có lên tiếng giải thích, nhưng mà thông tư này do Bộ Tài chính ban hành, vì thế nơi tiếp thu, chỉnh sửa vẫn phải là Bộ Tài chính. Đến nay vẫn chưa thấy Bộ Tài chính phản hồi và chúng tôi sẽ cập nhật thêm những chi tiết mới nhất về vấn đề này trong những chương trình tiếp theo.